Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát biển đã báo cáo với Chủ tịch nước tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác những năm vừa qua, phương hướng các hoạt động trọng tâm năm 2012 và những năm tiếp theo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng Cảnh sát biển. Tuy mới thành lập không lâu, lực lượng còn mỏng, trang thiết bị hạn chế, phạm vi hoạt động rộng lớn, nhưng Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hữu quan có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có diện tích rộng gấp 3 lần diện tích đất liền, có đóng góp quan trọng vào bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện quản lý về an ninh trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam cùng các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Trong bối cảnh vùng biển nước ta rộng, vai trò kinh tế biển ngày càng quan trọng, nhất là các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, du lịch, đồng thời cũng diễn ra vấn đề ô nhiễm môi trường, buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng phức tạp. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, cùng với việc phải xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, cần sớm tăng cường các loại trang thiết bị và đủ biên chế cần thiết. Cảnh sát biển cần phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng biển của Việt kiểm soát, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, bảo đảm an toàn các tổ chức cá nhân hoạt động hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển. Cần chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các nước láng giềng, với phương châm ta hiểu bạn, bạn hiểu ta. Mục tiêu là giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Cảnh sát biển quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.